Rồi chào anh em ha. Thì mới bị con trâu nước này nó giặt lòi lờ luôn nha anh em. Thì cái xe này á là của một người anh em thợ lúc trước có nhờ mình tăng áp bơm xăng đó. Thì anh em thợ nói là cái xe này chạy lâu lâu nó bị tắt máy, thì có nhờ mình kiểm tra về cái bộ bơm xăng. Thì mình kiểm tra là thứ nhất là cái bộ bơm này là không tụt áp ha, không tụt áp, mấy giắc nối chỗ này đều là ok ha. Điện từ ắc quy cấp cho xe mát mung gì là đầy đủ ok, không có liên quan tới phần này ha. Kim mình đã lấy kim mới thì thử test thử. Rồi để xong mình nói sẽ nói cho anh em xem là cái xe này nó bị gì ha. Nó giặt lòi lờ luôn anh em ơi. Mình đang lu bu mà đây này xe của anh em thợ chứ không phải là cái kẹo, mấy kẹo của mình. Đây mình làm bơm xăng lâu rồi, làm nay cũng 2 tháng rồi. Anh em nói là khách chạy lâu lâu bị tắt máy. Đó, thì mình kiểm tra thì mình nổ lâu lâu nó tắt. Khi nó tắt máy vẫn có bơm xăng, vẫn có lửa, vẫn phun, xe không nổ. Có bơm xăng, bơm đủ ký, kim phun mới, bu bin sườn mới, buri mới, mọi thứ đều tốt nhưng không nổ ha. Để một hồi này sẽ nổ tiếp. Thì ở nhà không có đồ, chỉ có kim phun rồi này nọ thôi anh em ơi. Thì sau khi kiểm tra là nó bị cái thằng ông nội này nha anh em, má nó giặt lòi lờ luôn nha anh em. Đó, thì mình là tạm thời mình lấy cái con của Sunit mình gắn vào thì đời nó ngon lành ha. Cái con này khi anh em để AC, anh em đời nó không lên nổi 1V nha anh em. Bà mẹ nó chỉ được 0,2, 0,3, chưa lên được 1V. Đó, khi nổ máy lên anh em cục bạc, khi anh em nổ máy anh em đo vào hai cái dây đó nó chưa được 2V nha anh em. Xe chạy không giọt, không mạnh. Đó, vẫn nổ máy bình thường, vẫn chạy bình thường. Tại xe này của mình khách kêu làm bơm xăng, mình làm bơm xăng thôi. Thì bây giờ nó xảy ra cái hiện tượng như vậy, thì nổ máy một hồi nóng nó sẽ không nổ máy nữa. Xe vẫn có lửa, vẫn bơm xăng, vẫn phun xăng, các thứ đều tốt. Chỉ có cái thằng quỷ người ông nội này thôi ha. Rồi cái xe này của thằng em này tên gì ta? Xe của em á thì anh tìm ở bệnh cho em ha. Một hồi em ra đây em nay cái xe này về nhà rồi em chạy qua bên kia em mua cái con kích này nó khoảng 80.000 của gia ha. Em về em tự xử giùm anh, chứ anh hết thời gian anh làm cái này rồi, anh vô phải làm cái xe kia. Đó, thì cái xe này, xe của em á, báo với khách là chết cái con này ha. Tại vì em muốn thay bao nhiêu đó là chuyện của em. Cái này là cái kinh nghiệm để tìm ra thôi ha. Tuy là mua 80.000 nhưng mà cái bệnh này nó giặt là cụ tổ mà đội màu sống dậy luôn nha anh em. Nếu mà anh em không có kinh nghiệm nha, cũng không phải là hay ho gì, nhưng mà có kiến thức là làm được hết à. Thì xe này thì nãy giờ thứ nhất là nhà không có cái gì hết, chỉ có kim phun thôi. Thì khi nó tắt máy mình kiểm tra như thế nào, thì khi tắt máy kiểm tra nhất mình coi lỗi. Không có lỗi, xe không có lỗi, gốc mở bấm ga tốt. Khi tắt máy có áp bơm xăng tụt ký này kia hay không, ga chạy bình thường không tụt ký, phun đều ha. Kim phun mới này nọ, mua bên sườn mới, chụp bugi mới, mọi thứ đều tốt, vẫn không thể nổ máy. Đó là thằng này nha anh em. Thì làm cái gì cũng vậy, làm nhiều á thì nó có kinh nghiệm thôi chứ không gì hết á. Ăn hành riết thì nó quen nha anh em. Đó, thì cái xe này nếu anh em không có kiến thức nó giặt máy nhìn không ra. Đó, thì cái xe này hiện tại bây giờ mình sẽ đo cho anh em xem ha. Nói là đây mình có để sẵn đây AC Bon nha. Rồi mình sẽ đề máy cho anh em xem ha. Rồi bây giờ mình sẽ gắn có một tay hơi khó ha. Thì cái nào mình chia sẻ là thực tế nha anh em, chứ không phải là rảnh gỏi rồi tạo ban rồi quay video để quay lên cho anh em đâu. Mình thì không có cái thời gian đó. Tại vì thứ nhất là mình làm này nó có nhiều cái có lợi cũng có hại ha. Thứ nhất là tác hại là tốn thời gian quá nhiều, và nhiều anh em thợ không thích. Nhưng mà cái được cái là khách hàng xung quanh họ vào Facebook mình, họ thấy mình làm những cái ban bệnh này nọ rồi thì họ thấy thì họ sẽ đến với mình thôi, chứ không gì hết, chứ cũng không ham hú gì mà quay ba cái này, đâu có lợi ích gì đâu anh em. Nhưng mà nói thiệt luôn, anh em tin mình đi, anh em chịu khó tương tác trên Facebook, nhưng mà anh em đừng có đăng xàm xàm, anh em cứ đăng cái công việc của anh em làm xe này nọ, ai thích thì coi, không thích thôi. Anh em cứ đăng đúng với cái tay nghề của mình, đừng múa dữ quá là được rồi. Thì
một thời gian tự nhiên cái lượt khách của anh em nó tự động nó tăng lên thôi. À, cuộc sống mà làm ăn làm nào thì quảng cáo đó thôi, ai thích thì xem, không thích thì thôi. Chứ đó chén cơm của mình, không phải nói sau này suốt ngày nó đăng xe làm xe đăng xe chứ để giờ đăng mấy nhỏ chân dài vào đây làm nào đăng đó, ai mến ai thích thì vào coi ha. Rồi má tem toàn là gặp xe rồi, xe hồi nữa cho mọi người xịt coi chiếc V3 kia nữa kìa. V3 kia ăn hành cũng giả man lắm, không có chiếc xe nào mà giống chiếc xe nào hết, mà mấy xe ngon không biết ai ăn đâu hết rồi, mà toàn xe giặt xe bệnh xe quạng là tới tay mình không à. Chả hiểu nổi. Chờ xíu nha anh em, một tay làm hơi khó nha nè. Rồi vậy là anh em đủ hiểu rồi ha. Đo rời kích đi, xe cơ bê kích gì đó từ mâm đi lên AC volt khi đời phải đạt từ 1 volt mấy trở lên là tốt nha anh em, là đó đạt đủ tiêu chuẩn. Khi ghim vào nổ máy dẫn để AC volt 20 volt, nếu không trên được 3 volt, không trên được 4 volt, không trên được 5 volt thì dục mẹ nó con xe cơ bê nha anh em. Dẫn nổ máy bình thường chạy không ngon ha, lì máy, có thể là hụp ga đầu đó. Còn cái chuyện mà chết bu ri hao xăng thì cái đó tính sau đó, là chỉ biết là nó những cái đó thôi. Rồi thì cái con này gắn cái con này vào thì bây giờ là xe lên ga ngọt ngào, là lên là gớt máy luôn nha anh em, chứ còn cái cũ là nó ì lắm nha anh em. Rồi thì cái này một hồi nữa, con này xe có tên gì quên mẹ rồi ta, em coi Facebook hồi em ra em đi mua cái này ha, hoặc là em đạp cái xe này về rồi em gắn mấy ngóc vô giùm anh ha, anh tìm cái bệnh ra cho em vậy thôi, chứ giờ không có thời gian để anh giải quyết cái phần này rồi, với anh cũng hết kích rồi. Kích mà qua bên đốc 2 mua con kích của gia ha. Có nhiều lúc nhiều khách họ không có biết là rất nhiều người bị rồi chứ không phải không. Cái bệnh đó chỉ tốn 100 ngàn để hết bệnh thôi, nhưng mà đi không đúng chỗ, không đúng thầy thì làm máy rồi thay bơm, thay kim, thay cuộn, thay gì đó, thay tùm lum hết, rút cuộc xe càng sửa càng nặng thêm, càng tốn tiền đó. Chỉ có 100 ngàn mà phải tốn chiếc xe Novo 5 được rồi đó, chỉ có cục kích 80 ngàn thôi mà tốn 7,2 triệu. Cây không mọi người, cây lắm nhá. Có những người thợ họ thứ nhất là cái tay nghề họ chưa có đó, rồi họ cứ đè là họ thay. Còn khi mình kiến thức mình có rồi thì mình cứ bắt bệnh vô thôi. Mình có thể 80 ngàn tùy ha, có thể mình tính mấy trăm ngàn tiền công, nói thẳng khách luôn. Tại vì những chiếc xe như vậy á, họ phải đi sửa nhiều chỗ như vậy họ mới biết được là cái khu vực của mình, tay nghề của mỗi thợ nó như thế nào đó. Không ai hay hơn ai, nhưng muốn giỏi phải học nha. Đó, ngu lâu học lâu cũng biết là như vậy đó, cứ chưa có kiến thức, chưa có kinh nghiệm thì đừng còn học vẹt thì hơi khó nha anh em. Không có ai đem chén cơm của mình ra đó, người ta nói là miếng phô mai lúc nào cũng nằm trong cái bẫy chuột, thấy trước mắt nhìn nó thơm nó đẹp chứ thật sự không phải vậy nha đó. Thì mình nói với anh em là vậy. Thì cái xe này về bây giờ chỉ thay cục này thôi ha, kích CKB đó, cục này của Sunit ha, kích da thì hết rồi. Rồi đây là qua một em ha, còn đây một em ha. Rồi thì em này bệnh nan y nha, em này thì cái bệnh như sau ha. Bình thường khi mà mọi người xóa lỗi hết rồi ha, xe trắng lỗi chạy hiện tượng chết máy đột ngột, báo lỗi đèn mưu, là báo lỗi đèn mưu ha, lỗi đèn mưu chứ không có lỗi gì hết. Là một, khi mà báo lỗi rồi đề trọng đích nha anh em, đề trọng đích đó, và hư mình đặt cái con đâu rồi, con gì quên mẹ rồi, cuộn sấy nhiệt CK gì oxy O2 gì đây thì nó bị cái con này ha. Con này anh em đừng, nhiều lúc anh em đừng có nhìn vào máy, anh em cứ thấy nó báo tốt là tốt nha anh em, đôi khi nó tốt nhưng mà thật sự nó chết lâm sàng rồi. Cái con này nó chết, xe chạy không nổi, ì ạch hao xăng, thì mình đã đặt cái con này về rồi ha. Rồi mình đặt con này về, có thể ngày mai mình sẽ thay cho khách. Đó là bệnh chạy không nổi,
hộp giật hao xăng dù có nâng cấp ECM lên vẫn bị nha. Rồi thêm một cái bệnh này nữa để cho anh em xem. Rồi bây giờ mình sẽ nổ máy lên ha. Hiện trạng nếu mà xóa lỗi rồi thì sẽ không có lỗi. Rồi để cái này cầm một tay hạ xuống té chắc chết quá anh em ơi. Rồi anh em về chịu khó dòm vào đây ha. Coi đây. Hơi rung nha, tại mình một tay cầm điện thoại, một tay đẩy xe nha. Thấy không? Mọi người thấy đèn chớp chưa? Đèn chớp một cái là sẽ tắt máy nha. Rồi đóng cổ lên. Đóng cổ lên nha. Tại một tay dịnh điện thoại, một tay hạ chống nên là chịu khó dòm nha anh em. Rồi mình sẽ hạ chống xuống lần thứ hai nha. Cho anh em xem nè, chịu khó nhìn nha, tại mình cầm một tay thôi. Thấy chưa? Thấy đèn chớp chưa? Rồi, khi đèn chớp. Khi đèn chớp như vậy, nếu như mà mình chạy đường sóc, đường dần, xe tắt máy, đề chổng đích. Muốn nổ máy, tắt khóa bật lại, đề nổ máy chạy tiếp. Nha anh em. Rồi, bình thường thì không có gì hết. Bây giờ xóa lỗi, trắng lỗi, bên trong ECM không có lỗi, chỉ cần tưng, sóc, hạ chống sẽ báo lỗi đèn mìu. Thì cái ban này mình đã tìm ra cái ban này rồi ha. Xe này thì xe của người anh em thôi. Xe này của người anh em thì làm chỉ là lấy tiền cà phê thôi ha, không lời lớn gì hết. Anh em đồng nghiệp với nhau không à. Rồi cái xe này là cảm biến oxy hãng, thay 800.000 lấy vài ly cà phê ha. Kim phun thì anh em đồng nghiệp thì kêu là giờ tạm thời cứ thay hàng loại 2, loại 3 gì không biết, cứ chạy thử coi nó thế nào. Rồi ok, mình lấy kim mấy trăm ngàn ha, lấy kia trăm ngàn. Rồi công cán thì anh em mình tính sau. Rồi xe này thì giờ là cái phần hợp giật, xe này đã nâng cấp mở tua rồi, không phải nâng cấp ECM rồi nhưng mà chạy không cải thiện. Hả, đừ, y dạch, thiếu máy, hao xăng, thì chết cảm biến oxy. Còn cái bệnh lỗi này là một cái chuyện khác nữa đó. Rồi cái lỗi này mình đã tìm ra cái ban rồi nhưng mà anh em thông cảm mình, nếu anh em làm nhiều rồi anh em cũng đã biết cái bệnh này rồi ha. Anh em làm nhiều thì anh em sẽ biết được cái bệnh này, mình không cần nói về cái bệnh này. Nhưng mà mấy cái năng y của mấy dòng này biết thì nó dễ, không biết nó khó. Nhưng mà nói thiệt anh em luôn, mình không cứng về dòng này nha. Cái lý do tại sao không cứng, cái quyện của mình có vài chiếc rồi anh em ơi, mấy chục tiệm có màu có bán kính có năm cỡ 10 mét thôi là mấy chục tiệm mẹ đó rồi, có vài chiếc à, chia ra mỗi tiệm chắc chừng chiếc à. Nên ít có xe để sửa lắm, làm nhiều quen tay, ít sửa quá thì không có quen nha mọi người đó. Nên là chơi được, nói chung là xe này hư tất cả cái hệ thống từ mưu tới khóa từ bảo mật đó, chép chìa lấy mã độc gì đó là mình chơi được hết đó. Nhưng mà để nói mà làm nhưng nhuyễn thuộc lầu luôn thì xe này mình chưa có luyện tới, ít xe quá đó, nó là như vậy. Nhưng mà đủ kiến thức để chinh chiến dù bệnh này nặng nhẹ gì cái dòng xe này. Rồi giờ hạ xuống cho anh em xem cái nữa, báo lỗi nha, báo lỗi tắt máy luôn á. Nhưng mà cái này mình cầm một tay nên nó không tắt. Rồi giờ hơi gần nha. Ừ, nặng quá anh em ơi, thấy chưa, báo lỗi muốn tắt máy rồi, anh em thấy không. Rồi vậy ha, mới sắm con này để nghiên cứu anh em, cũng vết ba nha anh em đó, vết ba. Xe này của con gái nó chạy yếu nên đang thay cái bình âm be cao lên, bữa nào mình đi quắn motor này lên cho nó đôn dên xe lên cho nó chạy nhanh xíu chứ không đủ đô, con gái chạy không nó không đủ đô. Rồi xe này thì nó khoảng triệu mấy là hết bệnh, ngon lành, ngày mai sẽ có đồ ha. Rồi cái nâu da thì em chạy ra mua phục kích ha, rảnh thì ngồi đây làm, còn không thì hai chồng ra rồi đạp xe về ha. Xe này thì đầu lòng Future Nail chạy chỉ có 80, thì kiểm tra thứ nhất chụp bugi 16 kg, đâu rồi chụp bugi cũ rồi đây, chụp 19 kg, chụp bugi này là 19 kg, con này thì 7 kg. Qua lăng này á, xoay tầm đánh lửa, piston lên điểm thượng, chữ T cách khoảng 1.5 mắt, khoảng cỡ 1 mắt,